Đi qua gần nửa cuộc đời, từng đau đớn nhìn chồng bên tình trẻ, không ai ngờ người phụ nữ U40 ấy có thể hồi xuân, tươi trẻ rạng ngời khiến chồng cũ phải cầu xin quay lại. Đó là chị Hoàng Thu Hương, 40 tuổi, Hà Nội, quyết định kể lại câu chuyện của mình để gửi đến đông đảo chị em phụ nữ đang bỏ bê bản thân, là phụ nữ đừng chỉ biết hy sinh. Dành cả thanh xuân cho chồng con, không ngờ phải đau đớn chứng kiến chồng vui vẻ với tình trẻ. Từng trải qua quãng thời gian hạnh phúc trước hôn nhân, chị Hương được bạn bè xung quanh tung hô với danh xưng hot girl, không chỉ bởi gương mặt khả ái mà còn bởi làn da mịn màng, căng bóng. Thế mà kể từ khi lấy chồng, sinh con, thiên chức làm mẹ cộng với tuổi tác khiến chị Hương trông già hơn chồng rất nhiều. Những tưởng chỉ cần lo cho chồng, cho con sẽ có một gia đình hạnh phúc, chị vẫn miệt mài làm một người vợ đảm, mẹ hiền. Cho đến khi tận mắt chứng kiến chồng âu yếm với cô tình trẻ tuổi bằng tuổi con gái, chị Hương hoàn toàn sụp đổ. Trải qua gần nửa đời người, chứng kiến bao cuộc ngoại tình rồi ly hôn, chị không ngờ sóng gió lại ập đến với chính gia đình nhỏ của mình. Nỗi đau chẳng phải là nhìn chồng cặp kè với người khác, mà đau đớn hơn là cô bồ trẻ đẹp hơn bản thân mình. Thật sự, cô gái ấy có tuổi trẻ, có nhan sắc mà đàn ông thì ai chẳng thích gái xinh. Đau khổ, chán nản vì bản thân già nua, xấu xí. Quãng thời gian Thu Hương phát hiện chồng có người đàn bà khác, suốt nhiều đêm cô không thể ngủ. Cứ nhắm mắt, những hình ảnh của hai người họ lại xuất hiện. Im lặng và tha thứ, hay làm ầm lên một lần và kết thúc mọi thứ để giải thoát cho cả ba. Cô đã nghĩ đến việc ly dị, nhưng vì ràng buộc con cái, cô không muốn con cái phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn. Thu Hương hiểu bản thân cần có cách giải quyết, thay vì nằm khóc mỗi đêm hai vợ chồng nằm bên nhau. Nhưng càng nghĩ cô càng bế tắc, gần như đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Quyết tâm làm đẹp để trả thù chồng phản bội. Nghĩ lại những ngày còn trẻ xinh đẹp, từng khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi, chị Hương lại ứa nước mắt. Không chấp nhận cảnh thua kém người đàn bà khác, chị quyết tâm vực dậy nhan sắc. Chị nhận ra vết nám xấu xí nơi gò má, cùng với nếp nhăn quanh khóe mắt chính là nguyên nhân khiến gương mặt chị trông già nua. Chị lên mạng tìm đủ mọi phương pháp. Chị đắp mặt nạ đu đủ, dùng chanh tươi trà lên vết nám, kết hợp đủ các phương pháp từ đông y, tây y đến các công nghệ làm đẹp đắt tiền. Nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Nghe người quen giới thiệu, chị Hương còn dùng cả rượu ngâm rễ cây để bôi. Ban đầu cũng thấy đỡ, nhưng sau 2 tháng, nám mọc lên còn nhiều và sậm màu hơn. Lúc này, chị thực sự hoang mang và tuyệt vọng. Bí quyết nào giúp chị Hương hồi xuân, trẻ ra cả chục tuổi, khiến chồng quỳ xin quay lại? Loay hoay tìm đủ mọi phương pháp chữa nám không được, chị Hương mang nỗi tâm sự của mình trải lòng với người chị họ từ Hàn Quốc về chơi. Nhìn làn da xuống cấp trầm trọng, chị họ lắc đầu ngán ngẩm. Đàn ông đánh giá phụ nữ bằng nhan sắc, là người phụ nữ bên cạnh mà không thể đem lại cho họ sự tự tin và hãnh diện thì người ta chưa cần đánh, tự em đã thua rồi. Chị đặc biệt tặng lọ kem dưỡng da, xóa nám Melasma mang từ Hàn Quốc về, dặn Thu Hương dùng đều đặn 2 lần mỗi ngày vào sáng và tối. Cô cũng nhắm mắt đưa chân sử dụng thử và kết quả thật bất ngờ. 2 tuần sau khi dùng, các vết thâm sạm, vết thâm quanh khóe mắt do thức khuya mờ đi, đường hằn trên vùng miệng và đuôi mắt tiêu biến đi mất. Và kết quả, chồng chị quỳ xin lỗi, bảo rằng chỉ do say nắng nhất thời. Chị Hương chẳng còn quan tâm đến cô tình trẻ tuổi kia. Cô xây dựng lịch trình riêng cho mình, dù bạn bè đi mua sắm. Lâu lắm rồi cô không mua nhiều thứ cho mình như vậy, mua cả những thứ áo váy xưa giờ chưa bao giờ mặc. Và cũng là lần đầu tiên Thu Hương gọi điện cho chồng, bảo anh ấy tự lo bữa tối. Thu Hương bỗng nhận ra, lâu rồi từ hồi trở thành vợ, cô đã tước đi quyền được yêu thương, chiều chuộng. Có hôm vô tình gặp mấy anh bạn, họ khen cô dạo này xinh hơn, anh chồng xem ra tự hào lắm. Suốt quá trình sử dụng kem Melasma, chị Hương cũng tìm hiểu thêm về sản phẩm qua bài báo, các chuyên gia da liễu và được biết, Melasma là sản phẩm an toàn, chứa nhiều dưỡng chất, phục hồi tốt cho làn da phụ nữ Việt. Glycolic acid kích thích gia tăng sản xuất collagen, làm bong đi lớp tế bào chết trên da, tái tạo da mới, trắng sáng và mịn màng hơn, giảm thiểu nếp nhăn, tạo độ đàn hồi cho da. Tác động sâu lên tế bào da, làm trẻ hóa da, giảm sự xuất hiện các vết nhăn, các đốm tuổi, se khít lỗ chân lông.
Arbutin là một glycosylate hydroquinone có trong lá cây dâu gấu và chịu trách nhiệm về tác dụng làm sáng da. Công nghệ huyết thanh giúp da thẩm thấu nhanh các dưỡng chất gấp 48 lần, giúp bạn có làn da căng bóng chỉ sau 2 tuần sử dụng. Melasma đã được các chuyên gia làm đẹp hàng đầu Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia làm đẹp đến từ Hàn, Nhật, Mỹ dành nhiều năm nghiên cứu để sản xuất da với khả năng chống lão hóa kỳ diệu, giúp chị em lấy lại nhan sắc, trẻ trung, xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, cam kết không gây kích ứng, không bong da, không tái phát với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Melasma xuất hiện trên các mặt báo như là một giải pháp hàng đầu trong điều trị nám. Melasma lựa chọn trị nám hàng đầu của 1.365.475 phụ nữ Việt. Đông đảo nghệ sĩ Việt tin dùng sản phẩm trị nám dưỡng da Melasma. Với chức năng ngăn chặn sự hình thành sắc tố sậm màu melanin, kiểm soát kích thước tế bào, hình thành sắc tố đang ngày càng gia tăng do ảnh hưởng từ quá trình lão hóa, Melasma nhận được sự tin tưởng từ đông đảo chị em phụ nữ. Đặc biệt, tin vui cho khách hàng tin dùng Melasma. Nhằm tri ân khách hàng tin dùng kem trị nám Melasma, nhà sản xuất đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 50%, chỉ còn 790.000 đồng một hộp. Đặc biệt, khi mua 2 hộp sẽ được tặng kèm 1 hộp Melasma. Chị em nào đang gặp vấn đề về da, hãy để lại số điện thoại và thông tin liên hệ để được tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia da liễu. Chúc chị em luôn xinh đẹp và thành công!